chào tất cả mọi người. Video hôm nay em xin giới thiệu với mọi người, đây là thuốc diệt chuột Forwarat được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm này là dạng hạt gạo nha mọi người. Những quý khách hàng nào mà thích sử dụng hàng Việt Nam thì mọi người nên tham khảo cái dạng thuốc diệt chuột Forwarat hạt gạo này nha. Dạng hạt gạo thì sử dụng rất là lợi, một gói như vậy là 25g và đã được tẩm mồi sẵn, mình không cần phải trộn thêm mồi gì nha mọi người. Sản phẩm này được phân phối độc quyền bởi công ty Trí Văn Nông, có địa chỉ cụ thể và số điện thoại để liên hệ luôn, nên là mọi người có vấn đề gì thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên bao bì luôn nha mọi người. Bên em là công ty phân phối thuốc diệt mối và côn trùng các loại trên toàn quốc, và những cái sản phẩm mà bên em bán ra là đều là những sản phẩm đắt mới và mang lại hiệu quả, vì là bên em chuyên đi làm dịch vụ tận nơi, có nghĩa là bên em cung cấp dịch vụ diệt chuột tận nhà, tận cửa hàng hoặc là khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Nên là những loại thuốc diệt chuột bên em sử dụng nó mang lại hiệu quả cao và bên em mới nhập về và phân phối bán ra cho mọi người. Nên là khi mà mua những cái sản phẩm về diệt chuột, côn trùng các loại thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Mua hàng thì mọi người nên liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha mọi người. Một gói như vậy thì mọi người dùng đặt ở những rắc ở những cái nơi mà chuột nó thường xuyên xuất hiện, như là hốc xó nè, trước cửa, trước miệng hang chuột, và những cái nơi nào mà mọi người thấy chuột nó xuất hiện nhiều thì mọi người cứ rắc giúp em. Một gói như vậy thì mọi người rắc được khoảng tầm 7 đến 8 chỗ nha mọi người. 25g là rắc được rất là nhiều. Mọi người không nên lạm dụng rắc một nơi quá nhiều thì sẽ bị phí thuốc, vì thuốc này nó rất là hiệu quả, mà chuột nó ăn một ít là cũng đủ hiệu quả rồi. Chỉ có chuột cống thì nó mới tham ăn, nó ăn nhiều thôi, còn chuột nhắt thì nó ăn vài ba hạt là đã mang lại hiệu quả cao rồi nha mọi người. Cái thành phần này là cái dạng hạt gạo nên là mọi người sử dụng ở trong nhà, ngoài trời đều được, không có bị mất tác dụng của sản phẩm nha mọi người. Em lưu ý là nếu mà mọi người sử dụng ở vườn tược hoặc là đồng ruộng á, thì mọi người nên cho một ít trấu rắc trước và rắc cái hạt gạo này lên trên cái trấu đó, thì chuột nó sẽ ăn và nó kiểu như là chuột nó thích tìm tòi và bới ở trong trấu ra. Nên là mọi người cứ rắc như vậy giúp em, đảm bảo là sẽ mang lại hiệu quả cao. Ngoài cái sản phẩm thuốc diệt chuột Forwarat này thì bên em có rất là nhiều loại thuốc diệt chuột khác. Đây là Kulirat, bên em phân phối rất là nhiều, nên là những cái sản phẩm mà mọi người cần diệt chuột á, thì mọi người cứ đến trực tiếp công ty em để tham khảo nha. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em. Kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng.